3 năm sau sự kiện kinh hoàng con quái vật Evelyn ở làng lá nhà Baker, Ethan và Mia có một cuộc sống viên mãn tại châu Âu với một ngôi nhà ấm cúng đèn quá trời đèn. Nhà này chắc ma cũng không có chỗ nấp. Họ sinh một bé gái kháu khỉnh tên là Rosemary. Con bé kháu khỉnh đến nỗi nghe một câu chuyện cổ tích kinh dị mà ngủ quên mất. Đang chuẩn bị trả bài với vợ để tòi ra đứa nữa thì Mia đột nhiên bị trúng rất nhiều đạn, chả kịp ớ lên một tiếng nào. Đó là Chris và đội quân của anh ta, người mà đưa Ethan thoát khỏi ngôi làng lá kinh hãi, không chỉ sát hại mẹ cháu mà còn bắt cả cháu còn đang oe oe. Ethan bị ăn cái báng súng nên ảo giác cực độ. Anh nhớ về ngày xưa, hồi vợ mình và mình còn cơ hội để cãi nhau. Tiếng điện thoại cứ reo thức tỉnh anh trở lại thực tại. Ethan và biệt đội của Chris gặp tai nạn giao thông. Ethan mò mẫm trong đêm tối vì trời chưa sáng. Dành làm thắng cảnh mà anh thấy là xác vài con quạ chết rất ngăn nắp. Bỗng các chú quạ như sống lại, kêu thé thé như nhạc của ca sĩ quay MV với Maxi. Sau một hồi khám phá, trước mặt anh là nhà của 7 chú lùn. Ethan không hề e ngại mà lục ngay cái tủ như nhà mình. Bất giác, Ethan nghe thấy tiếng lục cục dưới tầng hầm. Anh quyết định thám hiểm xem vì vợ con giờ cũng có còn đâu. Nhưng điều đó có xá gì với việc có người để thùng rác trong tủ. Quái thai quá nhỉ. Một tiếng đổ vỡ ở tầng trên như trái tim của Ethan lúc này. Máu, máu, máu ở mọi nơi. Ethan chạy ra khỏi ngôi nhà, còn đi đâu thì chị Google cũng chịu. Tổ sư, trước mặt anh là một tòa lâu đài mất rồi. Ethan đi dần xuống dưới, nhưng toàn thấy dấu hiệu của chết chóc. Sự nghiệp lục lọi cuối cùng cũng mang cho Ethan một con dao. Anh giật cả mình khi thấy chủ nhà trốn trong rèm với một khẩu Sóc Nova giá khoảng 1.200 đô trong CSGO. Anh đấy à anh? Imo. Bên ngoài là những tiếng gào rú như gió trong những cơn bão. Chủ nhà lại trốn vào sau cái rèm như một vị anh hùng bất khuất, cung cấp cho Ethan một khẩu lục như điềm báo. Éo ổn rồi. Một sinh vật kéo ông chủ nhà đi gặp vợ ổng ở cực lạc. Ethan chịu chung số phận, khác cái là mồm vẫn nói được. Ở đây có đủ xác chết cho một nghĩa trang mini. Bất chợt, một sinh vật giống cẩu nhân lao vào cạp anh. Ethan hét lớn: Van Helsing! Van Helsing! Chả thấy bạn thân thiện hơn, Ethan đành rút súng ra bắn bạn. Mất đi một người bạn. Có vẻ như lũ cẩu nhân này chính là nguyên nhân của sự thưa thớt nơi đây. Anh bị bao vây bởi một gia đình nhà chó. Họ coi anh là bữa xế thì phải. Mất thêm một người bạn. Radio bỗng phát lên tin tức về nơi ẩn náu của những người sống sót. Mọi chuyện kỳ lạ cũng không bằng một người sói cầm kiếm. What the fuck? Lũ lông lá này dai hơn cả bít tết well done. Áo! Trưởng lão cẩu nhân đã tham gia vào tổ đội. Tưởng cả lũ định ăn Buffett mình. Ai dè chúng vội vã chạy đi đâu đó thật khó hiểu. Ethan trong cơn hoảng nhìn thấy một bà phù thủy. Ăn táo không? Không bà ơi. Bà nói rằng gái nhà Ethan đang nguy hiểm. Nó mang đến tai họa cho vùng đất này. Lâu đài bỗng vang lên những hồi chuông ma quái. Chắc phải vào đó tham quan một phen. Trên đường đi, Ethan cuối cùng cũng gặp một gia đình bình thường ở cái chốn này. Họ cùng nhau tìm đường tới nơi ẩn náu là ngôi nhà của bà Luiza. Bên trong quả là trú ẩn của 7 người. Cả nhà cùng nhau cầu nguyện. Và điều phước lành đã tới khi người đàn ông bị thương kia bắt đầu hóa sói. Ông ấy bắt đầu ăn đồng loại. Ethan và em gái quê buộc phải tìm cách rời khỏi ngôi nhà đang cháy. Và rồi cô ta cũng cháy cùng người cha của mình. Chỗ ẩn náu giờ không thể ẩn náu. Ethan tìm đường để đến lâu đài tình ái. Vừa mở cánh cổng, anh bắt gặp mẹ Miranda, người mà bà phù thủy ban nãy có nhắc đến. Mặc kệ mẹ nước cam, Ethan đăng nhập thành công vào lâu đài họ Demichescu. Đang khám phá hầm rượu cho say thì gặp bố nó Manito cao bồi. Hắn đóng xác Ethan vào tổ hợp kim loại rồi lôi đến cho mẹ nước cam. Tại trụ sở của mẹ nước cam, Ethan còn được diện kiến các lãnh chúa. Họ cãi nhau quyền sinh sát anh như hàng chợ hàng cá, rồi chốt lại là thả Ethan chơi trò trốn tìm. Sau một loạt bẫy chết người, Ethan không chết, trốn thoát được khỏi lâu đài. Anh gặp Duke, một tay cơ khí bán vũ khí. Ethan mua tí đạn, tí máu, bán tí kim cương lút ở nhà dân, rồi quay trở lại nơi anh vừa thoát ra. Rose ơi, con ở đâu? Ba bà này giấu con đi à? Hay là ở trong bình? Hay là ở trong tủ? Ethan cứ thế điên loạn trong cơn tìm con, nhưng thứ anh gặp là hai bé môi thâm có ruồi bay xung quanh. Chúng lôi anh đến lãnh chúa Demichescu, rồi treo anh lên như thịt lợn ngoài chợ. Chị em nhà vampire này không hút máu anh vội mà phải báo mẹ nước cam đã. Anh xuống tận cả đại lao và gặp một cao nhân. Các cao nhân cao tuổi cầm liềm chém anh. Thoát khỏi kiếp nạn cao nhân thì công chúa ruồi lại đè anh ra toàn hút máu. Ethan bắn lủng cửa sổ cho ánh nắng vào nhà. Pằng pằng pằng, sát thương là cực lớn lên người công chúa. Cô ấy tan thành mây rồi rơi ra miếng kim cương. Rất nhanh chóng, chị công chúa ruồi thứ hai lại diện kiến. Bỏ qua điều đó thì Ethan chính thức công nghệ va với Myth Vampire. Anh chính thức cụt tay lần nữa sau phát chém ngọt sớt của mụ. Có vẻ như biến cố tại gia đình Baker đã khiến Ethan thay đổi. Anh lắp tay lại như Lego. Ethan quay trở lại lâu đài lần 3 và đối đầu với công chúa ruồi còn lại của gia đình. Con bé có vẻ thù hận, cầm liềm chém Ethan phầm phập.
Nhưng rồi kết quả cũng chỉ có một: em người rùa thứ hai đi. Ethan lên được tum của lâu đài, thấy con dao đẹp quá định mang về thái hành. Mụ Demichescu tóm lấy anh, khiến Ethan phải tét ngay con dao vào xương sườn của mụ. Bị chọc đúng máu buồn, bà biến thành chúa rơi gớm khiếp. Ethan dùng con snip bắn rơi nhưng không rơi. Ồ, tôi nhầm. Thôi, chết thôi nhỉ. Làm rơi mấy nghìn năm cũng phải chán chứ. Rose vẫn chưa thấy đâu, nhưng có thêm lâu đài mới để khám phá. Ethan nhặt được một bình vàng có vẻ là đựng đầu của con gái mình. Anh hoảng loạn đến mức nổ súng với cả một con lợn. Theo lời Đức, để hồi sinh Rose thì Ethan cần tìm các phần còn lại của cô bé. Mỗi phần được giữ bởi một lãnh chúa. Bà Demichescu đã chết, vậy là còn 3 người nữa. Trên quãng đường tới tên lãnh chúa thứ 2 Beneviento, Ethan gặp ảo giác về Mia. Cuối cùng anh cũng đến được pháo đài nhà Beneviento. Trong này cũng nhiều đèn như nhà anh vậy. Mụ thao túng anh bằng cách tạo ra một búp bê Rose. Con tao 4 tháng tuổi lấy đâu ra tay chân dài ngoằng thế này? Ồ, thì ra đây là búp bê Mia. Các bạn có đang nghĩ điều mình đang nghĩ không? Hay là... Số phận đưa Ethan vào gầm giường. Từ đây anh nghe tiếng trẻ con khóc, nhưng thứ đi qua thì nhìn chả giống trẻ con gì cả. Bất chợt một ma sơ chụp kín đầu xuất hiện giữa nhà. Ethan, vào nhà sao đi giày? Mới lâu mà. À, thích chơi trò trốn tìm. Này thì trốn. Mà búp bê ra đi vô cùng lờ mào. Phần thưởng là khúc chân của Rose. Đang nhòng nhòng tìm những phần còn lại thì Ethan bị chó cắn. Anh lôi súng cối ra bắn nó vì đây không phải làng vũ đại. Ethan cuối cùng cũng giáp mặt với tể tướng lưu gù Morel. Hắn nuốt anh bằng những đám dung dịch đặc sệt. Nói điên nói khùng rồi nôn mửa như bà chửa. Tên gù này như thủy quái, cứ ở dưới nước rồi cắn trộm anh nhiều lần. Này thì cắn. Giết được lão gù, lút thêm cánh tay bé Rose. Mảnh ghép cuối cùng được tìm thấy ở cái TV. Nhét 4 phần cơ thể của Rose, Ethan nhận được một cái bình to. Anh tức tốc đến gặp tên lãnh chúa cuối cùng, Heisenberg. Dụ dỗ anh thành đồng minh không được, hắn liền quẳng anh xuống lỗ chó. Dưới này có một dị nhân hình cái quạt, bố anh ấy chắc là điều hòa. Nhiệm vụ của Ethan lúc này rất đơn giản, thoát khỏi nhà máy. Anh đụng độ người máy khoan, em họ của người quạt. Anh gặp trả ở mọi nơi, lì như chó vậy. Chết đi anh trai ơi, hích. Không bé ơi, Tony Stark của bé đây. Tony Stark, đi. Trong khi mò trong tối, Ethan lại va phải Chris. Ảnh bảo người bị bắn chết trong nhà không phải Mia mà là bà nước cam. Ảnh không muốn nói với Ethan vì biết anh màu chó lại đi giết cả làng nhà người ta. Ethan trang bị cho mình cỗ máy hủy diệt, lên tầng lầu để đối đầu với kẻ điều khiển kim loại đặc cầu. Bằng bằng bằng. Anh như đang đối đầu với Optimus chưa sơn vậy. Sự ma sát của đồng và sắt khiến cho ánh sáng tung tóe như đêm 30 Tết. Ethan bị văng khỏi cỗ máy hủy diệt handmade. Tên đồng nát này chơi trò hố đen hủy diệt, hút tất cả mọi thứ xung quanh. Điều đó vô tình đưa Ethan trở lại cỗ máy của mình và bùm, gã đồng nát chính thức biến thành bãi phế liệu. Trong cơn đê mê, anh gặp lại ảo giác Mia. Ôi không, đó chính là mẹ nước cam biến thành. Bà nói rằng Rose chính là nhân dạng hoàn chỉnh của Evelyn, cô bé quái vật ở phần 7. Dứt lời, ả biến thành Trap Girl và giật trái tim của Ethan ra khỏi lồng ngực. Sự ra đi của Ethan buộc Chris trở thành người hoàn thành mọi thứ. Với vũ trang hạng nặng, anh dễ dàng vượt qua được các chướng ngại. Bất ngờ nhất là anh lại tìm được Mia Hangria đang bị nhốt trong ngục. Ảnh nói với cổ toàn chuyện vui. Nào là chồng thì chết, con thì mất tích. Nhưng ôi không, tập 2, Ethan chưa chết. Thì ra anh thừa hưởng khả năng hồi phục của Wolverine nhưng phách 1 nên hồi hơi lâu. Trong cơn đê mê tập 2, anh còn gặp cả Evelyn. Ê, có ai trong cái series này thật sự chết không vậy? Có, chắc là con lợn Ethan bắn lúc nãy. Evelyn bảo anh vốn chưa bao giờ sống, what the fuck. Những ký ức về trang viên Baker hiện về trong tiềm thức. Con bé nói anh vốn đã bị Jack Baker giết chết. Mặc cho lời gièm pha của con danh con, Ethan không tin vẫn đứng dậy. Dù anh chỉ là một cái xác khô hay là cái quần què gì thì anh vẫn phải cứu con gái. Ethan tỉnh lại và phát hiện ra mình đã được cứu bởi Đức. Đức còn đưa anh đến gặp mẹ nước cam để kết thúc mọi chuyện. Ethan tìm thấy ả đang nâng niu Evelyn phiên bản được tái sinh. Đứa bé hút hết năng lượng của bà cam khiến bà kiệt quệ. Ethan cầm khẩu Uzi sát thương tầm gần để đối đầu với thế lực mạnh nhất làng. Anh kết liễu ả bằng những phát lục cao bồi vào thẳng đầu. Trước khi chết, ả hét lớn: Miranda, nước cam số 1 Việt Nam. Ethan bế trên tay đứa con mà rất nhiều người dành. Có vẻ như nó cũng đã hút hết sức mạnh của bố nó. Ethan đưa Rose cho Chris rồi hy sinh bản thân đánh bom nổ tung nơi bị nguyền rủa này. Mia đau lòng khi thành hóa phụ. Ethan kết thúc hành trình đầy khắc nghiệt của mình tại đây. Chris phát hiện ra rằng trong hàng ngũ của mình có vũ khí sinh học. Nhiều năm sau, Rose khôn lớn, trở thành biểu tượng sắc đẹp, thăm mộ cha trong niềm thương tiếc khôn nguôi. Con bé giờ công tác trong đội của chú Chris, hy vọng số nó không khổ như bố nó. Tôi là Châu Huệ Linh, đừng quên đăng ký cho Mì Tôm Hay Trứng. Còn bây giờ thì, see ya!